Hello guys, welcome back to Big Vlog. Okay, ở đây giờ tôi cùng là trong đàn nghiệp bọn dương nhóm, tôi cùng mà thọt nụ thì bật bật tôi dùng vậy là đã bị vẹt mùi vẹt vì chứng thì ní cứ chỉ ngày thứ bảy ngày trong cày thì trong đẹp ha. Ở đây cứ mau và cứ đi đứng kia tiếp trong ở đợt chỉ con mình được chỉ con hai tấc mình chỉ con hai tấc hay lê nhà chỉ là thầy sạp cứ có lê ai hai điện ok hai là nên chuẩn bị cho đúng từng ná nơi cái cao kia được bao trong ngày nghe được bao đại sử dụng ngày bạch bọt ngày trong cày thì mới ta ta cũng dùng mình phơi với khác làm bấy trái chui này nó nên mở ok muốn làm cho đầu video cho mọi này nó nên chuẩn subscribe nút chuông cho nên được cho ba video thì mấy chia một tối tiết thì xem bây giờ lọt yeah ok hay này phải đăng này ok à lâu ở cam thi cứ cam thi bếp rắc cứ dân tờ ba mà chọc ấy hay thăm này là nó thi cho chất nó bê thay mà tóng tiết tại nhưng trong đẹp hang nhưng trong nghề hang cam thi bếp học cứ dân công năng như là bao dân cứ ba mà chọc ấy nó bê bê nghề bê thay mà tóng tiết bê thay ở phải không mong phi chứ mà mong bấy công năng nhưng mà mong đó tiết là mình khỏi nha nên nó không bỏ dịch ok à lâu chăm chung thì nên bê thay đó đi bây giờ phim cứ nâu chàng nó chỉ diễn chàng cứ ở lỡ đi cứ bây cho bấy cứ mau một bờ đọc một tí đấy hôm nay bao nhiêu năm cứ ban mà mình thon thế đấy hay rồi tháng ngày nó cứ trên ngày tay tròn ngày trong cày thì cam bị thi một một ok ngày nó cứ trên ngày đi đọc cuối ngày trong cày là cam bị cùng tao chỉ mới cam một thiệp rồi rồi cam thiệp là bao nhiêu ngày là bao nhiêu người cuối tao phụ con hơi gì cả ok hay bao nhiêu phòng này ok hà lo giảm nhớ cho đơn cư là đó nên đây là cam một thiệp của đối chiếm mình tập thiệp ấy ta lao tiếp cho chúng ta chơi nào thì mời cho chúng ta tham gia vào đó ok hà lo giảm nhớ cho đơn cư been counting days to get away. Yeah.
ឥឡូវចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាគឺកម្មវិធីយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតែខ្ញុំមកបានបញ្ចប់នៅពេលយប់នឹងទេគឺយើងមកចប់នៅផ្ទះឥឡូវនេះគឺថ្ងៃផ្សេងគឺថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី16ណាថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី17ខ្ញុំបញ្ចប់ថ្ងៃទី17ដោយសារយប់មិញបដតែភ្លាមមកបញ្ចប់តែដោយសារអីអស់កម្លាំងពេកហើយថតឆោតនឹងហើយអូខេហើយសូមខំតែអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកនរគ្នាចុច Subscribe YouTube Channel ទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំពេជ្រ Vlog យេអូខេហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាថ្ងៃទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រហ្នឹងគឺអត់សូវបានវីដេអូច្រើនទេអត់សូវមានចង់និយាយថាមានប្លង់ច្រើនដល់សារថ្ងៃទី1ទី2ទី1ក៏ដូចជាទី2ក៏ដូចជាទី3វាមានដែរដែរពេកអូខេហើយចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាជួយឯកែបងមុននេះមូលឯណាប្លង់ឯណាតិចតិចតិចតិចចុះអត់ស្ូវមានហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេមកអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់អូខេសូមអរអ្នកនរគ្នាចុច Subscribe YouTube Channel នឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំពេជ្រ Vlog yeah I am see you in the next video okay goodbye